mừng tất cả mọi người quay trở lại kênh du lịch và khám phá kênh Vlog. Hôm nay mình có chọn một cái địa điểm du lịch gọi là khu du lịch Bến Xưa ở đường Hà Quy Giáp của phường Thành Lộc, quận 12 mọi người, để cùng tham quan và khám phá tại khu du lịch Bến Xưa này. Thì khu du lịch Bến Xưa được thành lập cũng khá lâu rồi á, cho nên hôm nay mình mới có dịp đến với khu du lịch Bến Xưa để cùng tham quan lại và ghi hình chia sẻ cùng mọi người. Cảnh quan rất đẹp, đủ sắc màu xanh mọi người ạ. Đây là cái hình ảnh cổng Bến Xưa nè. Thì bây giờ mình sẽ tiến vào bên trong để tham quan, ghi hình chia sẻ cùng tất cả mọi người luôn ha. Let's go. Cổng khu du lịch rất là cổ kính, rất là đẹp ha. Wow. Wow, mình vừa bước vào thì khuôn viên này, bãi đậu xe ha, xe ô tô, xe máy rất là thuận tiện và dễ dàng thôi mọi người. Một rừng sắc xanh ha. Ở bên tay phải mình bước vô nè, rất là nhiều xe. Bên trong đây là khu du lịch thì mình thấy có hội nghị nè, tổ chức sự kiện giải trí, cắm trại, picnic thì rất là khá đầy đủ ha mọi người. Bước vào là nguyên một cái mảng xanh trơn luôn, rất đẹp mọi người ha. Khu du lịch Bến Xưa thì nằm giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là đường Hà Quy Giáp, quận 12, cho nên phục vụ cho du khách sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận mọi người ha. Thì mọi người đến đây để dự hội nghị, party, cắm trại, picnic thì rất là nhiều. Bên trong đây thì có hồ bơi luôn á. Thì một chút xíu mình sẽ đi tham quan từng khu điểm rồi ghi hình chia sẻ cùng mọi người về cảnh quan, cảnh đẹp của khu du lịch Bến Xưa của Hà Quy Giáp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh mọi người nha. Chào mừng tất cả mọi người quay trở lại kênh du lịch và khám phá. Hôm nay kênh Vlog cùng tham quan nghỉ dưỡng tại khu du lịch Bến Xưa của Hà Quy Giáp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh mọi người. Đây là khu du lịch kết hợp hội nghị, party, công viên nước, rồi tham quan cắm trại, picnic đó mọi người, nằm giữa lòng đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Khu du lịch Bến Xưa rất là nổi tiếng. Bây giờ mình sẽ vào bên trong để cùng tham quan và ghi hình chia sẻ cùng mọi người cảnh quan tuyệt đẹp của khu du lịch Bến Xưa, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh luôn cả nhà nhé. Let's go. Ở bên trong khu du lịch Bến Xưa thì mình thấy có nhiều cái căn nhà cổ, những căn nhà cổ như thế này, nhà cổ và làm bằng gỗ mọi người, nhìn rất đẹp, thư thái mọi người ha. Thì mọi người đến đây vừa dự party hoặc là mình đi tham quan, ngắm cảnh một cách nhẹ nhàng, trời mát mẻ, khí trời mát mẻ, xung quanh thì cây cối hoa rực màu sắc như thế này, chắc chắn sẽ làm hài lòng tất cả mọi người khi đến với khu du lịch Bến Xưa, phải không mọi người? Bây giờ mình sẽ đi từng bước vào bên trong ha. Thì thực sự mà nói, đây là lần đầu tiên mình đến với khu du lịch Bến Xưa, mới có dịp đến với khu du lịch Bến Xưa để tham quan, ghi hình, chia sẻ cùng mọi người. Vị trí mình đang ghi hình là khu vực bên trong là khu vực điện thờ của khu du lịch, cho nên hiện tại thì mình không vào được bên trong ha. Thì đứng đây mình ghi hình chia sẻ cùng mọi người. Nam Mô A Di Đà Phật. Cảnh rất đẹp ha, chắc chắn sẽ làm nao lòng tất cả du khách khi đến với khu du lịch Bến Xưa. Rất đẹp. Phía bên ngoài có nhiều cô chị ha, trưng diện áo dài nè, thức tha đi rất là đẹp. Cảnh sắc rất đẹp luôn mọi người ạ. Nam Mô. Có nhiều làng hoa giấy nè, rất đẹp luôn ha. Bây giờ mình sẽ đi thẳng tiếp nối vào bên trong ha. Bên trong đây thì mình thấy cũng có nhiều cái căn chòi á, thì cũng có nhiều người, nhiều du khách khi đến đây mình sử dụng những căn liều như thế này nè, rồi trải đồ ăn ra rất là nhiều luôn á mọi người. Trải đồ ăn ra rồi ngồi gia đình mình cùng thưởng thức ha, rất thú vị ha. Xung quanh đây là một rừng cây, những cây lớn, bóng cây bóng cao, bóng lớn á mọi người, cho nên nó hả, mình đi như thế này nè, thực sự cảm thấy rất là mát mẻ. Phía xa xa thì mình thấy có một cái đám cưới á, với những cái làn điệu nhạc vang bội nơi này thì rất là thú vị nè. Bên trong đây là nhà hàng đó mọi người. Rất thú vị ha.
bên trong đây thì mình thấy có khu vực hồ bơi mọi người. Khu vực hồ bơi thì giá hồ bơi, biểu giá hồ bơi nè, vé tháng, vé lượt. Ở đây nè mọi người, vé lượt thì ở đây không có ghi ha. À đây là giá vé nè. Cao trên 1m4 là 75, cao dưới 1m4 là 45. Đây là khu vực hồ bơi ha mọi người, nước trong veo ha mọi người ha. Rất đẹp luôn ha. Bọn nhóc vui chơi cũng khá thú vị ha mọi người. Ở đây có hồ bơi luôn ha. Hiện tại thì hồ bơi thì cũng khá nhiều tấm ha mọi người. Vị trí mình đang ghi hình thì cũng khá nhiều trẻ em nè khi đến tham quan khu du lịch bến xưa rồi hòa vào công viên nước ở đây rồi tắm rửa luôn ha, nhìn cũng khá thú vị và vui vẻ ha mọi người. Bên trong đây thì rất là nhiều hoa, rất là nhiều cỏ xanh đó mọi người, cho nên khi vào đây thì rực ánh xanh luôn, giống như là mình thoát ly khỏi cái nắng nóng và những cái ngày mình làm việc cuối tuần, đầu tuần vất vả mọi người. Mọi người vào đây để tận hưởng cái không khí trong lành, mát mẻ, rất là thú vị mọi người ạ. Ở giữa khu viên đây á, mình thấy có nhiều khu trò chơi cho bọn nhóc, bọn nhỏ tuổi á, để mình di chuyển ra rồi ghi hình chia sẻ cùng mọi người luôn ha. Cũng khá thú vị cho những gia đình nào có trẻ con muốn tìm kiếm một cái địa điểm du lịch gần ngay tại trung tâm thành phố ha. Rồi có khu vui chơi, rồi có nhà hàng ăn uống, ẩm thực, cắm trại, picnic luôn thì thực sự rất là thú vị, không còn gì bằng mọi người ha. Thực sự rất là thú vị ha, bọn trẻ chơi nè, dễ thương lắm luôn á, rất là cưng luôn ha. Quá thú vị ha, vui vẻ ha. Đây là lần đầu tiên đến với bến xưa cho nên mình đi tới vị trí nào thì ghi hình chia sẻ cùng mọi người luôn ha. Hy vọng tất cả mọi người hãy đồng hành với mình, cho mình xin một like để ủng hộ tinh thần. Mình sẽ đi đến những cái khu du lịch hay là về quay về cảnh chùa để ghi hình chia sẻ cùng mọi người ha. Cảm ơn mọi người nhé.
Bên trong khu du lịch thì cũng có nhiều khu vực trò chơi khá rất là sạch sẽ như thế này, thì chắc chắn cũng sẽ cuốn hút bọn trẻ, cuốn hút gia đình có trẻ con đến với khu vực này mọi người ạ. À, thú vị ha, vui vẻ quá. Gia đình hai anh em nè. Rất rất nhiều cây xanh phủ bóng cho khu du lịch sinh thái mà bến xưa của thành phố Hồ Chí Minh mọi người ha. Đẹp quá mọi người ơi. Ở đây mình thấy có khu vực cà phê nè, nhà hàng cây cao, nhà hàng bờ sông, cây khế, đại tiệc rất là nhiều luôn. Bây giờ mình đi vòng ghi hình chia sẻ cùng mọi người ha, tạo một cái tâm thế vui vẻ, an nhiên và thanh tịnh để chia sẻ cùng mọi người ha. Ở đây là nhà hàng Nhà Tre mọi người ạ. Nhà Tre thì mình thấy có một cái lũy tre làng ha, rất đẹp, có nhiều cái tiểu cảnh cơ bản để giúp cho mọi người có được sự vui vẻ cho một cái cho những ngày nghỉ cuối tuần bên người thân và gia đình mọi người ạ. Cảnh đẹp quá ha mọi người ha. Wow, đây có cái cầu gỗ nè, cái cầu gỗ bắc giữa lòng hồ. Để em tiến ra thử ghi hình chia sẻ mọi người cảnh đẹp, cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp bên đây ha. Wow, cái cầu mát mẻ ha mọi người ha. Đẹp lắm mọi người ơi, khu du lịch bến xưa rất là đẹp. Và những cái công trình bên trong đây còn rất là mới, như cái cầu này mọi người. Còn rất là mới, cho nên mình vào đây mình ngắm cảnh, thưởng lãm và cùng gia đình mình bên trong đây thì chắc chắn sẽ có rất là nhiều kỷ niệm đẹp đó mọi người. Đẹp quá ha. Không phải chỉ riêng mình, thì với các bạn cũng vậy, khi chọn được một cái địa điểm du lịch hợp ý mình, khu du lịch sinh thái mát mẻ, khung cảnh thì đẹp, sạch sẽ và nhà hàng ẩm thực phong phú, giá cả phải chăng, thì điều đó là điều mong muốn của mình và của các bạn đúng không cả nhà. Đây, bến xưa rất đẹp, rất thú vị mọi người ạ. Ở đây có những chiếc cầu cuốn hút bọn trẻ ha. Bởi vì giữa có một cái lòng hồ á, bọn trẻ ở đây đứng ngắm cảnh ha mọi người, cũng khá thú vị ha. Bên trên có chữ khu du lịch bến xưa nè mọi người. Đây là khu vực nhà hàng ăn uống, cho nên mình thấy có nhiều du khách đến thưởng lãm những cái món đặc sản đặc trưng của khu du lịch bến xưa ở đây mọi người, rất là đông luôn à mọi người ha. Đông lắm luôn ha mọi người ha.
Cuối tuần thì rất là đông bạn trẻ và du lịch gia đình đến với khu du lịch Bến Xưa mọi người, rất là đông luôn á. Mình thấy có dịch vụ nước đo rồi là khá đầy đủ ha mọi người. Trái cây rồi luôn nè, bánh lăng rau câu khá thú vị ha. Bên trong khu du lịch Bến Xưa thì chủ lực là các cái nhà hàng quầy thức ăn thức uống thì khá phổ biến mọi người ha, cho nên vào đây thì những dịp cuối tuần cùng nhóm team bạn đơn vị công tác công ty doanh nghiệp với mọi người và gia đình mình đến đây thì rất là thú vị ha. Ở đây trong đây có hải sản luôn á, thì giá cả cũng rất là phải chăng nè mọi người. Bào ngư 180 đồng 1 gram, 189 gram ha. Ốc vàng 68k, sò dương 66k, tôm hùm xanh thì 185.000 100 gram, nghêu hay còi 60.000 1 gram. Giá cũng giá cả cũng phải chăng ha mọi người ha. Sau khi đi một vòng cũng khá mệt thì bây giờ mình sẽ ngồi tại vị trí nhà hàng để gọi món ăn nè mọi người. Mình ghi một vài hình ảnh về cái cuốn menu này để chia sẻ cùng mọi người ha. Giá cả cũng phải chăng ha. Thì hy vọng trong thời gian tới cả nhà mình làm chuyến du lịch ngay tại thành phố Hồ Chí Minh thì đến với Bến Xưa ha, với nhiều công trình, có nhiều công viên cây xanh rất là đẹp á. Thì vài khu vực nhà hàng là đặc biệt nổi trội thì cả nhà mình đến đây để thưởng lãm cho những ngày cuối tuần của mình mọi người ha. Như vậy là video ghi hình về khu du lịch Bến Xưa của Ken Vlog đến đây xin tạm dừng. Bây giờ mình và gia đình cùng dùng bữa. Hy vọng trong thời gian tới cả nhà mình làm chuyến về Bến Xưa đến đây cùng thưởng lãm những cái món ẩm thực tươi ngon tại nơi này và cảnh quan của khu du lịch Bến Xưa luôn cả nhà nhé. Cảm ơn cả nhà cùng đồng hành. Bye bye.